Chỉ tay này con báo là kiểu gì cuộc đời của chị 7 triệu hai lần liên quan đến dao kéo của bác sĩ nhé. Ba Dao lần rồi. ít nhất phải hai lần dao kéo mổ xẻ đây này, trên cái gò mộc tinh đây này nó hiện vết cắt này, 2 đến 3 vết này này nhé, và có ít nhất phải có một lần bị chó cắn nhé. Đấy này, ít nhất một lần bị chó cắn này, chỉ Mà tay mà này. cái chân rồi. Chỉ tay nó hiện con chó nó cắn đây này. Ôi trời, lại thế nữa. Có anh em huynh đệ đi theo nữa. Có anh em huynh đệ à? Đây là anh à? Anh Anh thì có anh trai. anh em huynh đệ đi theo đây này. Dạ, thế sao không biết đến anh rồi ấy? Đây là ba mẹ lúc trước sơ sẩy này, hay là chết từ nhỏ đây này. Anh mất từ nhỏ, cũng sinh ra rồi được 5 tháng mà anh bị bệnh mất á. Đấy, có đi theo đây này, bốc bài được cái bảy cơ đây này, bảy cơ là bảy bảy vía đúng không? À, bảy vía hay con trai đúng rồi đấy. Bảy vía là con trai đây này, bốc bài đấy, em nhìn trong tay thì có, em bốc bài em xác nhận là nam hay nữ thì thấy có cây bảy, nó chắc là nam rồi. Anh trai. Vâng. Nhìn cái đường chỉ tay này trước tiên đã, đây này chỉ tay có hướng xuất ngoại đây này, có đường xuất ngoại rất là rõ này, chắc chị xem nhiều video trước của em thì cũng chỉ là Đúng cái đấy ạ. Nhưng mà em xem chưa có rõ, chưa có hiểu lắm, chưa hiểu rõ về cái đường chỉ tay mấy đấy. nói chung là em chỉ ra như vậy nhưng mà chỉ để người ta biết thôi, nhưng mà tìm hiểu sâu kỹ thì chắc phải cần một thời gian nữa. Nhưng mà chị xem cái bài đó của em là thấy chị có đường chỉ tay xuất ngoại đúng không? Và nhưng mà kiểu em chưa chưa có hiểu lắm ấy, không hiểu rõ là vì Ok. sao là đi sang con sao lần này là hai lần đấy, lần trước đi thì gặp không có thuận lợi, công ty không có nhiều việc phải để về, mới sang là có nửa tháng lại thế đấy. Thì sang đợt này công ty nó cũng nói chung là cũng không có nhiều việc lắm, mà không biết là mình có số xuất ngoại hay không, mà sang đi không có gặp nhiều may mắn. Nên nhớ cái đường chỉ tay này nó nói là chị có số xuất ngoại nhưng mà đi sẽ rất là vất vả, cực nhọc 5 lần 7 lượt mới thành công được. Nhiều người họ có cơ may thì họ cũng có xuất ngoại nhưng họ một phát được ngay, họ gặp được may mắn ngay. Như mình thì Đúng hơi rồi. cơ cực một xíu thì thôi, cố gắng mà chịu đựng nhé. À, thế rồi mới xem không biết là có không, để mà mình cố gắng thì mình đi ấy. Mình cố gắng thì mình làm. Chỉ tay này là chỉ tay sinh đạo đôi, nó thể hiện là chị có một cái sức khỏe rất là tốt, qua đau ốm thì cũng phục hồi lại rất là nhanh nhé. Đường tương lai rất là sáng đây này. Chị có duyên ăn nói, thu hút người khác. Vì thế là rất dễ gây được nhiều thiện cảm với mọi người xung quanh nhé. Thế thế coi tử vi cho Cái ngày tháng năm sinh âm lịch của chị thì em sẽ thấy là mệnh hỏa tháng 5, dần tháng 5. Số chị chỉ có đi xa mới khá thôi, chứ ở trên đất quê hương thì chị chả ra gì cả. vâng, thế thế chi làm sao mà trong người chỉ thích đi xa ở nhà không có làm ăn được đấy, Chỉ có đi xa chứ đi thôi. ở nhà không làm ăn được gì đâu. Nhiều khi trong mọi cái vấn đề thì chị tính toán thường hay rất là kỹ lưỡng quá, nhiều khi không thành. Đúng không? Nhiều những cái việc đặt ra trước mắt của chị thì chị đa phần là chị tính toán rất là kỹ lưỡng, từng ly từng tí một, nhưng mà nhiều khi kỹ quá lại không thành, kiểu nó vậy đấy. Đúng rồi Năm đấy. nay năm nay chị 34 tuổi, vận niên của chị là sau Thái Dương, đáng lẽ năm nay là sau Tốt nhưng mà vẫn gặp trục trặc, năm tới còn xấu hơn năm nay rất là nhiều. Cái thời vận của chị ít nhất phải từ năm 39 tuổi nhé, 38 39 tuổi. Quá nhiều bạn muộn thế ạ. 3 đến 4 năm nữa, mình vẫn còn trẻ mà, cứ bình tĩnh đi nhé. Và 3 đến 4 năm nữa thời vận làm ăn của chị nó mới tới được nhé. không vào và bị mất tiền không mà mất nhiều tiền lắm. Năm tới đối mặt với chị là năm 35 tuổi sẽ là một cái năm khó khăn đối với chị, cực kỳ khó khăn. Khó Công khăn lắm. ăn việc làm lại không có thuận tiện. Công ăn việc làm năm tới thì không thuận, xấu toàn tập luôn, chia buồn với chị vậy. Ôi buồn quá. Chia buồn với chị. Chị có lòng thương người lắm nhá, chỉ tay này nó nói là có lòng thương người, giúp đỡ người Thương người ta, nhất mà bị người hại thôi à. giúp đỡ Thế người ta à. này, giúp đỡ người ta này, cho người ta vay mượn này, giúp đỡ trước sau nhưng mà gieo nhân nhưng mà lại gieo ân nhưng lại gặp oán thôi. Cho người ta vay mượn tiền người ta không trả này, đúng chưa? Đúng rồi. Giúp đỡ rất nhiều nhưng mà kể cả đối với anh em trong gia đình mình nữa, anh em ruột thịt họ hàng nữa thì cũng không tốt luôn. Thần ai lấy Thế có lo khó không?
ra thôi mà không có nhận lại. Thân ai lấy lo thôi. À mà chỉ tay này nó còn nói là chị là một người làm cái gì thì làm được thời gian ngắn, thấy mà khó khăn quá này, hay bỏ dở giữa chừng đây này, thiếu tính quyết đoán này, này. Hay bỏ dở giữa chừng này, chị là một người rất hay bỏ dở giữa chừng đây này, ít có lòng kiên trì, thiếu lòng kiên trì nên vẫn còn kém. Đúng rồi, làm cái gì đấy là mấy cái lần bán hàng online á, mới lại đi làm bảo hiểm, nói chung là có nhiều vấn đề đâm ra là mình không thích, thế là mình không có làm nữa, không có kiên tâm, không có kiên trì cố định một cái công việc. Tiếp nữa là chị xử lý công việc hay làm bất cứ cái gì, chị hay đặt chuyện tình cảm lên trước, cái tình người lên trước. Vì thế nên chị hay chịu cái bất lợi về điều này. Mua hàng, bán hàng hay là giúp đỡ người ta hay là làm cái gì, chị hay đặt cái tình người lên. Vì thế chị bị cái điểm này nó chi phối. Hay bị cái điểm này nó chi phối này. Chị tay đã nói là vậy. Vì thế nên cuộc đời của chị là cũng bất hạnh từ đây đấy, cũng vì cái điểm này đấy. Nể bạn bè đấy, nể người đó. Cuộc đời của chị ít nhất phải từ 38-39 tuổi trở đi mới khá được nhé. 38 tuổi, 39 tuổi trở đi mới khá được. Chứ bây giờ thì chưa thể được. Em tuổi thằng cô con này con. Chờ xíu đã, coi nút cho chị đã. Chỉ tay này con báo là kiểu gì cuộc đời của chị 7 triệu hai lần liên quan đến dao kéo của bác sĩ nhé. Dao kéo. Dao kéo. Ít nhất phải hai lần dao kéo mổ xẻ đây này, trên cái gò mộc tinh đây này, nó hiện vết cắt này, 2-3 vết này này nhé. Và có ít nhất phải có một lần bị chó cắn nhé. Chó cắn á? Chó cắn thì chó cắn rồi, chó cắn từ hồi nhỏ. Đấy này, ít nhất một lần bị chó cắn này, chỉ tay. Chỉ tay nó hiện con chó nó cắn đây này. Ôi trời, lại thế nữa. Có anh em huynh đệ đi theo nữa. Có anh em huynh đệ à? Đây là anh à? Anh thì có anh trai. Anh em huynh đệ đi theo đây này. Dạ, thế chắc không biết đến anh rồi. Đây là ba mẹ lúc trước sơ sẩy đấy này, hay là chết từ nhỏ đây này. Anh mất từ nhỏ, cũng sinh ra rồi được 5 tháng mà anh bị bệnh mất á. Đấy, có đi theo đây này, bốc bài được cái 7 cơ đây này. 7 cơ là 7 vía đúng không? Bảy vía là con trai đúng rồi đấy. Bảy vía là con trai đây này, bốc bài ra. Em nhìn trong tay thì có, em bốc bài em xác nhận là nam hay nữ thì thấy có cây 7, nó chắc là nam rồi. Anh trai. Vâng. Rồi, hỏi về con cái đi, hỏi đi. Con sinh ngày 26 tháng 9 năm 2010 âm lịch á. Âm canh dần. Âm lịch ấy, âm lịch. Ok. Cung cấn mệnh mộc. Mộc tháng 9, dần tháng 9, canh tháng 9. Đứa này phạm chữ địa sát. Đứa này lớn lên thì có nghề giỏi trong tay nhá. Có nghề đấy, có nghĩa là cháu học nghề thôi chứ không theo con đường học hành thi cử, hiểu chưa? Đứa này lớn lên cũng có số xuất ngoại, có số đi xa nhá. Có xuất ngoại à? Có số được xuất ngoại, có số đi xa, đứa này sau này khá. Được cái là vẻ ngoài rất là đẹp trai nhá. Đấy, thấy đấy, để ảnh đại diện đấy, nhưng mà cháu có cái lúc rồi ở bên chỗ này này, bên phải á, cằm nè. Không biết cái lúc rồi để có được đẹp không nhỉ? Nó càng lớn nó càng to lên. Rồi để xem nào. Đứa này thì mắc cái tính như chị luôn, bởi vì sao dễ cả nể. Thương người đúng không? Thương mẹ. 5-6 chờ xíu. Nói chung là nốt ruồi đó, nốt ruồi có tài lộc đấy, nhưng mà hay cả nể lắm. Càng lúc cái nốt ruồi của cháu càng lúc càng to lên, và nó sẽ lớn lên, nó sẽ mọc những sợi lông ra nhé. Nó bây giờ bé, ngày xưa nhỏ nhỏ xíu, bây giờ lớn nó càng to ra. Nốt ruồi đó có lộc đấy nhé, có lộc. Nhưng cũng những người nào có nốt ruồi đó cũng thương người lắm nhé. Đứa này sau này nhờ đấy, nó có hiếu lắm, đứa này nó sẽ hướng theo đạo đấy. Theo đạo à? Hướng theo đạo, ví dụ nó theo đạo Phật thì nó sẽ hướng theo cái con đường đó, nó sẽ phụng sự cho con đường đó. Mẹ cũng đang muốn hướng cho cháu như thế, thì bây giờ xã hội nó
con khen nhiều thứ lắm, mệt mỏi lắm. Vâng, vâng. Mẹ cũng đang hướng cho cháu như vậy ạ. Dạ, dạ. Nói chung là tương lai của cháu này khá, chị muốn hỏi thêm gì nữa? Rồi, thắc mắc gì nữa không? Còn nghề nghiệp của cháu hơn ạ? Ông chồng vừa nói sinh năm bao nhiêu nhỉ? 12/8/1985 ạ. 12/8/1985. Ông này cho làm tự do nhé. Dạ. Cho làm tự do thì tốt. Làm tự do thì sẽ tốt nhất nhé. Dạ. Con muốn coi về gia đình nhá. Ba sinh năm bao nhiêu, mẹ sinh năm bao nhiêu? À, mẹ sinh năm 1961 và bố sinh năm 1962. Mẹ 61, bố 62. Mẹ 61, Tân Sửu, Dần, Cấn, Đoài, Kim, Thổ. Năm tới thì cẩn thận về sức khỏe thôi. Trong năm cuối năm nay về sang đầu năm tới thì cẩn thận sức khỏe ông bà đây này, sức khỏe đi xuống kém đây này. Có một chút đau bệnh đây này nhé. Nhưng mà thấy cái thọ mạng còn dài lắm. Thấy thọ mạng còn dài lắm, yên tâm nhé. Thế cái công việc của con năm tới thì có liệu có người là quý phá, tiểu nhân quý phá hay là có cái... Nói chung là năm tới, nhắc lại, quay lại vấn đề, năm tới là một năm khó khăn nhé. Cực kỳ vất vả luôn, chấp nhận đi. Chấp nhận, không có tiền. Có làm được cũng chả giữ được. Lúc nào cũng vậy, từ trước đến giờ. Năm nay 34 tuổi đầu chưa giữ được cái gì. Rồi, thế nhá, có gì nhắn tin lại đi nhá. Dạ, dạ.